Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 5. Chương 76. Tây Tịch Phùng Khoát. Mặc dù Tào Hưng Vượng là đại tài chủ của huyện Bái, nhưng xét cho cùng, công chẳng có công danh thành tích gì. Một khi có khách đến nhà, đều phải nhờ vị tiên sinh dạy học này tiếp đón Hôm nay cũng như thường lệ Tào Lão Gia Lại mời Phùng Tiên Sinh đến Trong đỡ thể diện cho mình Đi theo Tào Hưng Vượng dẫn đường Quy Bất Quy mang theo hai con yêu quái Tiến vào đại sảnh Khi món ăn bắt đầu lục tục bưng lên Một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi bước vào Để thấy người tới Tào Hưng Vượng cười ha hả Đừng lên giới thiệu <laughs> Phùng Tiên Sinh Còn chờ mỗi người thôi đấy Để ta giới thiệu với người vị lão tiên sinh này chính là quy bất quy lão tiên trường mà ta thường nhắc đến còn vị tráng sĩ kia là đại công tử của quy tiên trường bên cạnh là con khỉ nhà bọn họ nuôi à, quy lão tiên trường bách công tử à, đây chính là tiên sinh dạy học cho đám nhỏ trong phủ tây tịch phùng khoát tiên sinh học trò phùng khoát ra mắt quy lão tiên trường bách công tử Nghe thấy chủ nhân nhắc đến tên mình Phùng khoát vội vàng đứng dậy Hành lễ nho sinh với quý bất quý Sau đó quay sang nói với chủ nhân Đông ông Đây là bữa tiệc ngài chiêu đãi lão tiên trưởng Học trò ở đây không thích hợp Có gì mà không thích hợp Quý bất quý cười tùm tìm Nhìn phùng khoát Dừng một chút rồi tiếp tục nói Cả đời ông già ta Khâm phục nhất chính là nho sinh các ngươi Các người là đệ tử của thánh nhân là môn sinh của thiên tử Ngồi chỗ nào cũng thích hợp hết Con trai ngốc Ông già ta nói đúng không Ông già cha nói rất đúng Ông đây bội phục các người hiểu biết chữ nghĩa Không giống như ông đây Ngoài trừ tên của chính mình Thì chả biết được bao nhiêu chữ Bạch vô cầu vừa nói Vừa tự uống cạn một ly rượu Sau đó đưa tay lau miệng Lấy từ trong ngực áo gian nửa bánh vàng Và một túi nhỏ đựng vàng vụn Ném hai phần vàng đến trước mặt phùng khoát Bách vô cầu nói tiếp Người đọc sách các ngươi Luôn nói cái gì mà Chữ trong sách có nhà bằng vàng Nhà bằng vàng đắt quá Ông đây không có mà cho Nhưng mà nửa bánh vàng Và một túi đậu vàng thì ông đây vẫn cho được Cầm lấy đi Đây là phí an gia cho các ngươi Tào Hưng Vượng nghe Không hiểu ý trong lời nói của Bách Vô Cầu Ông ta điền bánh vàng và túi vàng vụn trên bàn Cười nịnh nọt Nói với quy bất quy <laughs> Lão tiên trường à Nếu ngài vừa mắt phùng tiên sinh Muốn mời hắn đến quý phủ mở lớp dạy học Thì cứ việc mời đi thôi phí ăn ra gì đó Tiểu nhân trả thay ngài Quy bất quy cười kha kha Nói với Tào Hưng Vượng <laughs> Tào lao ra Ông già ta nhìn chúng ngôi nhà này của ngươi Ra giá, giá đi ngoài cửa có một người họ đồng người cơ ra đòi tiền hắn là được rồi bất kể là bao nhiêu tiền cơ nói ông già ta đã đồng ý rồi tuyệt đối không trả giá thấy tàu hưng vượng mà bịt không rõ quy bất quy nói tiếp Tà lao ra căn nhà này của ngươi sắp sửa không giữ được nữa cơ ban cho ông già ta trước đi để lúc đó kể cả có bị phá hủy thì đó cũng là chuyện của ông già ta Mang theo người nhà trong phủ đi nhanh đi Cả người đi hết rồi Ông già ta mới ra tay được Phong Quang Thái Chẳng là cũng không vội gì Mà lúc này đâu nhỉ Lúc này Tào Hưng Vượng mới hiểu ra vị thần tiên sống Quý bất quý trong truyền thuyết đến đây Không phải để tìm mình Năm đó ông ta có thể trở thành quả sự Của hiệu buôn tứ thủy Đương nhiên cũng là người khôn khéo Dù vừa rồi hiểu sai ý Nhưng sau lời nhắc nhở của quy bất quy cũng đã nhanh chóng hiểu ra. Tào lao ra lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán vội vàng hành lễ với quý bất quy và hai con yêu quái. Quê cùng đưa ánh mắt đầy nghi hoặc, nhìn phùng tiên sinh một cái, rồi chạy ra khỏi đại sảnh hô to. Quản ra, nhanh lên, ừ, gọi mọi người cùng nhau ra khỏi phủ. Đừng hỏi tại sao, đi ra hậu viện gọi phu nhân, thiếu gia và tiểu thư. Thấy Tào hương Vượng bắt đầu bận rộn thu dọn, Phùng Quảng Thái trong đại sảnh đột nhiên nói một câu. Đồng ông, để mặt học trò mấy năm nay, vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ công tử. Có thể mang theo người nhà của ta cùng rời đi được không? Tào Hưng Vượng đứng ngoài đại sảnh, không dám gật bừa. Chỉ trộm lương nhìn quê bất quy và hai con yêu quái ngồi đối diện Phùng Tiên Sinh. Ông già cười khả khả nói. <laughs> ông già ta chỉ đến tìm Phùng Tiên Sinh, giải quyết món nợ cũ vốn không liên quan gì đến phùng phu nhân và bọn nhỏ. Tả lao già hãy cầm số vàng trên bàn của phùng tiên sinh, đưa cho phùng phu nhân. Cơ nói phùng tiên sinh có việc phải đi xa nhà, giảm bàn năm nữa sẽ về. Nghe ông già nói vậy, phùng quảng thái lê tên giả phùng khoát đứng dậy, lại lần nữa hành lễ với quý bất quy nói đa tạ quỳ lão tiên sinh thành toàn quảng thái cho dù phải chết trong tay ngài cũng có thể yên lòng nhắm mắt Nói dứt lời Hắn lấy hai phần vàng Đưa cho Tào Hưng Vượng nói Làm phiền đông ông Tào Hưng Vượng lúc này Cũng không biết nói gì cho phải Chỉ đành thở dài một hơi Nhặt số vàng lên Rồi đi theo tùy tùng hộ tấm Mang theo vợ con và người hầu Chạy ra khỏi nhà Thấy cả gia đình Tào Hưng Vượng Đã rời khỏi nhà Quỳ bất quỳ mới cười khà khà Nói về phía Phùng Quảng Thái Vừa rồi ông già ta Còn tưởng rằng người sẽ vì bảo toàn căn nhà này Mà tự mình kết liễu cơ Để bây giờ người vẫn không hành động gì Chỉ là muốn ở trước mặt ông già ta Thử xem mình được mấy cân mấy lạng Nhẹ Cả đời ta si mê thuật pháp Cũng chính vì thuật pháp Mới chọc phải tai họa lớn như vậy Gặp được đại tu sĩ như quý lão tiên sinh Mà không thỉnh giáo một phen Ta sẽ tiếc nuối cả đời Phương Quang Thái nói đến đây Hít vào một hơi thật sâu Dừng một chút rồi lại tiếp Mấy năm gần đây Ta lại lĩnh ngộ được những biến hóa mới Trong thuật pháp Muốn trước khi chết Được xác minh với quỷ lão tiên sinh <laughs> Xem ra lời vừa rồi Mấy lời ông già ta nói với tào lão ra Thật là không sai Tiếc cho một tòa nhà Đang yên lành tốt đẹp như vậy Quỷ bất quỷ nói đến đây là anh phùng quảng thái đối diện tiếp Đáng tiếc là người không có cơ hội đó Đối thủ của người không phải là ông giả ta Con trai ngốc Màu tiện phùng tiên sinh nhập luân hồi đi à, Đừng đánh vào mặt Bỏ lát còn phải chặt đầu Đưa đến chỗ tử phúc Người đập nát ra rồi Thì lấy ai chứng minh được hắn là ai Vàng cho rồi Đã không cho vào mặt Lại còn giả là khách khí như vậy Ông đây thật là không chịu nổi mấy người đọc sách như các ngươi đấy Bạch vô cầu đang nói Thì đột nhiên nhảy trồm lên bàn Bồi nhào về phía phùng Quảng Thái Ở đối diện như một cơn lốc màu đen Lúc này Phùng Quảng Thái đã có lòng cảnh giác Nhìn thấy con yêu quái lao về phía mình Hắn bất ngờ há miệng Phun ra một quả cầu lửa cực lớn Bắn vào bách vô cầu Cầu lửa vừa phun ra thì lập tức Biến thành một thanh trường kiếm tỏa ra quần sáng kỳ lạ Bắn thẳng vào ngực tên thô lỗ thế còn yêu quái làm như không nhìn thấy vẫn tiếp tục lao về phía mình phong quang thái trong lòng bừng thầm với khoảng cách này thì yêu quái hoàn toàn không có khả năng tránh được khoảnh khắc trường kiếm lao đến trước người bách vô cầu tên thô lỗ đột nhiên giơ nắm đấm lên cơ thể dùng tay không đánh vào thân kiếm theo một tiếng vang lớn cầu lửa biến thành trường kiếm đã bị bách vô cầu một quyền đánh gãy phong quang thái thấy vậy vội vàng há miệng phun ra quả cầu lửa thứ hai về phía bách vô cầu nhưng quả cầu lửa trong miệng phùng quảng thái mới phun ra được một nửa bách vô cầu đã tới trước mặt hắn giơ tay nhắm vào miệng đối phương đấm mạnh một cái tên thổ lỗ mặc kệ quy bất quy đã dặn là không được đánh vào mặt một đấm đánh rất hơn phân nửa hàm răng của phùng quảng thái giả phun này phùng quảng thái mới nhận ra thực lực của mình so với mấy người và yêu này vẫn còn tranh lệch rất lớn. Vợ hắn tưởng rằng thuật pháp của mình đã sấp xỉ trình độ quảng nhân, quảng nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra, trước đây may mắn chưa gặp phải bọn họ, nếu không thì mình đã chết từ lâu rồi. Không phải ông già ta đã nói đừng đánh vào mặt hắn sao? Hắn đưa bây giờ thì ai biết được có phải phùng quảng thái hay không? Rồi lỡ như lão già tử phúc không thừa nhận thì làm sao đây? Nhìn Phong Quảng Thái mặt mũi đầy máu Nga lăn ra đất Quy bất quy cười khổ một tiếng Sau đó đi đến bên cạnh hắn nói Phong tiên sinh vẫn không định tự kết liễu hả Tự ngơi ra tay Đối với ai cũng đều tốt cả Phong Quảng Thái lắc đầu Lao đào đứng dậy Lấy từ sau lưng ra Một cặp pháp khí giống như gậy ngắn Cùng lúc nhìn thấy thứ đó Nụ cười trên mặt quỷ bất quý cứng đờ lại Ông già nhìn chăm chăm Pháp khí trong tay Phùng Quảng Thái lầm bẩm nói Thì ra nó ở trong tay ngươi Từ phúc thế mà lại nhịn ngươi lâu như vậy Con trai gấp Đừng để cây gậy trong tay Phùng Quảng Thái chạm vào ngươi Quý bất quy lên tiếng dặn dò bách vô cầu Rồi tiếp tục nói với Phùng Quảng Thái Bây giờ ông già ta đã biết cha mẹ ngươi là ai rồi Năm đó ông già ta Từng tận mắt chứng kiến cha ngươi gia nhập phái phương sĩ Hắn còn thiếu chút nữa đã bái vào môn hạ của ta, cha ngươi là Phùng Uyên, mẹ ngươi là Thang Thu Thủy, đúng không? Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, Phùng Quang Thái lại nhen lên hy vọng sống sót. Hắn do dự một lúc, vì răng đã gãy hết, không tiện nói chuyện, liền dùng phúc ngữ nói với Quy Bất Quy: người biết cha mẹ ta, vậy có thể để mặt bọn họ tha cho ta một con đường sống không? Phúc ngữ nói chuyện bằng bụng dường như vẫn thiên lâu chủ bị hủy mặt năm xưa cũng dùng bụng để nói chuyện không thể dòng điều của quy bất quy không hề tỏ ý có thể thương lượng ông già cười một chút với phùng quảng thái rồi tiếp tục nói phùng uyên là phùng uyên ngươi là ngươi không thể nhập nhằng thành một được giết hại đả thương đồng môn là cấm kỵ của phương sĩ hẳn là cha mẹ ngươi cũng đã nói với ngươi rồi nhưng mà để mặt bọn họ người trở về thỉnh tội với từ phúc đi ông già ta có thể vác cái mặt già này đi cầu xin giúp ngươi quên đi ta sẽ không quay lại cầu xin ông ta phùng Quảng thái cởi lạnh một tiếng nói tiếp nếu không phải lúc trước từ phúc giấu diếm không cho ta tu luyện thuật pháp thì kết quả đã không như bây giờ đến đây đầu của phùng quảng thái ở ngay đây tới mà lấy trong phái phương sĩ Ngoài trừ ông giả ta Người là người thứ hai Không gọi lão ta là đại phương sư Một gì người cũng là người Khiến ông giả ta thay vui vẻ Nhưng vẫn thật là đáng tiếc Nói đến đây quy bất quy quay sang gọi bách vô cầu Con trai ngốc Nhớ kỳ đừng động vào cây gậy Trong tay hắn nhé Cho phùng quảng thái lên đường thoải mái một chút Nếu cha không nói nhảm thì giờ này họ Phùng đã ở trên cầu Nại Hà Buôn chuyện với mạnh bà rồi Bạch vô cầu lửa mắt Lường quy bất quy một cái Nói với Phùng Quảng Thái Người ấy đứng yên đây Cấm cử động Ông đây đi qua đập một nhát chết tươi Không chống cự sẽ không đau đớn Trong khi nói Thân thể bạch vô cầu nhoáng cái Đã đến trước mặt Phùng Quảng Thái Giờ nắm đấm to như một cái vại nhỏ Đánh vào đầu hắn Tên thô lỗ bỏ ngoài tay lời dặn của quy bất quy Trước đó đã đánh gãy gần hết răng của Phùng Quảng Thái Nếu một quyền này đánh trúng Trên cổ hắn sẽ không còn thừa gì nữa Để thấy năm đấm của Bách Vô Cầu Hướng về phía mình Phùng Quảng Thái vội vàng Cọ sát hai cây gậy ngắn trong tay vào nhau Từ chỗ hai cây gậy tiếp xúc Thế mà lại phát ra tiếng rồng gầm hổ giống Lấy cây gậy trong tay Phùng Quảng Thái làm tâm Không khi xung quanh bắt đầu dao động Dung chuyển theo tiếng gầm Cảnh vật trong bán kính hơn một trượng xung quanh hắn trở nên vặn vẹo biến dạng. Bạch vô cầu vốn đã lao tới gần, tốc độ và động tác cũng chậm lại. Phong Quang Thái mượn thời cơ này, dùng gậy ngắn đánh vào năm đấm của Bạch vô cầu. Lúc này, Bạch vô cầu muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa. Ngày lúc hắn đang định liều mạng cứng đối cứng tiếp nhận đòn đánh từ cây gậy ngắn, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xe gió. Một cây gậy đá tinh từ phía sau quật lên, không cần đoán cũng biết Là tôn vô bệnh nhịn không được liền lao tới Thủ pháp dùng gậy của tôn hậu tử Xào rượu vô cùng Tất cả lực đạo đều tập trung vào đầu gậy Thân gậy gạt bay bách vô cầu Đầu gậy đồng thời Đánh vào phùng quảng thái trước mặt tên thô lỗ Nếu gậy ngắn trong tay phùng quảng thái Đánh trúng bách vô cầu Bản thân hắn ắt câu xe bị đầu gậy đánh trúng Lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều Gậy ngắn đánh vào bách vô cầu nửa đường đổi hướng Đón hướng đầu gậy đá mà đánh qua Gậy ngắn và đầu gậy đá va chạm vào nhau Theo một tiếng vang đinh tai nhức óc Tôn vô bệnh lôi kéo bách vô cầu Lùi về sau một bước Mà phùng quảng thái bay ngược ra phía sau Thân thể hắn giống như mũi tên Rời khỏi dây cung Liên tiếp hốc đổ mấy bức tường Rồi bay thẳng ra khỏi tàu phủ Thấy phùng quảng thái đã bay ra ngoài Quyên bất quỳ cao mày Nói với bách vô cầu Ông già ta đã bảo Đừng chạm vào cây gậy ngắn trong tay hắn ta Đó là pháp khí tử phúc mang theo Từ lúc chưa có tên tuổi Phụ thân Phùng Uyên của Phùng Quảng Thái Là đồng tử cầm pháp khí bên cạnh tử phúc Ồ Ai ở bên ngoài Đang nói Bóng dáng ông già chợt loe lê lên Thoát cái Đã từ đại sảnh chạy ra ngoài tàu phủ Liền thấy đồng thích chấn Vốn đang ở ngoài này tiếp ứng Bây giờ cả người đã đầy máu Ngã trên mặt đất Phùng Quảng Thái vừa bị tôn vô bệnh dùng gậy đánh bay Thì quỳ bên cạnh đồng phương sĩ Hai tay đều bị chặt đứt lìa rơi xuống đất Hai cây gậy ngắn Vốn luôn cầm chặt trong tay Giờ đã rơi vào tay người khác Lúc này ở vị trí Cách hai người bị đánh gục khoảng 10 trượng Một người quen cũ Đang thi triển đồn pháp ngũ hành Hai cây gậy của Phùng Quảng Thái Đừng gây nọ dắt vào sau lưng Thầy quỷ bất quy lao ra Người nọ khẽ mỉm cười nói Đa tạ Bất đợp cho ta không ít việc Người này chính là tên quản gia Dương Phúc Lộc Đã biến mất hai năm qua Mở câu vừa ra khỏi miệng Hắn đã thi triển độn pháp ngũ hành Biến mất tăm trước mặt quy bất quy Lúc này Bạch vô cầu và tôn vô bệnh Cũng kéo nhau chạy ra Tên thổ lỗ vừa vặn thấy quản gia Một giây cuối cùng trước khi hắn biến mất liền hô lên với quy bất quy Ông già dạ. Có chuyện gì vậy Hắn từ đâu đến đây Xảy ra chuyện gì á à? Là cây bẫy của quản gia Quy bất quỳ hậm hực Nhìn vị trí quản gia biến mất Lấy lại bình tĩnh rồi đi đến chỗ Đồng Thích Trấn và Phung Quảng Thái Đề gần mới phát hiện Ngoài canh tay bị chặt đứt Trên ngực Phung Quảng Thái Còn có một lỗ thủng xuyên thấu to bằng ngón tay Màu vân đang không ngừng tuôn ra Lông này hắn đã chết rồi Tuy rằng Phùng Quảng Thái đã chết Nhưng cùng mày đồng thích chấn Vẫn còn lại một hơi Chỉ là hai giải xương sườn đều đã gãy Phần ngực cũng bị pháp khí xuyên qua Chẳng qua đồng thích chấn may mắn Trái tim của hắn bẩm sinh Đã nhỏ hơn người bình thường Về thường chỉ sượt qua trái tim Xuyên qua sau lưng Nếu lệnh đi thêm một chút Thì lúc này đồng thích chấn Đã ra tay Phùng Quảng Thái cùng đi đầu thai rồi quy bật Quỷ bất quy vội vàng chữa trị cho hắn Trên người ông già và hai con yêu quái Đều không có thuốc chữa thương may sao đồng thích chấn con mang theo Thế là ông già dùng dược liệu của đồng thích chấn Kéo hắn thoát khỏi làn danh sống chết Ông già còn không ngừng Thì pháp chữa trị Đồng thích chấn nhanh chóng mở mắt ra Hắn hoảng sợ Nhìn một người hai yêu trước mặt Sau khi xác định người trước mặt Không phải là kẻ muốn lấy mạng mình Hắn mới thờ phào nhẹ nhõm Nói với quý bất quý Là phương sĩ Kẻ ra tay là phương sĩ Ông già ta biết rồi Mấy lần thua trong tay quản gia Quỷ bất quỷ cảm thấy có chút suy sút tinh thần Ông già cười khổ một tiếng nói tiếp <laughs> Vốn tưởng rằng hai năm qua Hắn không lộ mặt Nhất định là đã tìm một chỗ trốn đi rồi Không ngờ ngần ấy thời gian Người này vẫn luôn ở bên cạnh ông già ta sơ suất quá Lần này lẽ ra nên mang ngô biến đi cùng Người bị thương tâm mạch rồi Đừng nói nữa Ông già ta đưa người về dưỡng thương Lúc này Tào Hưng Vượng vẫn luôn trốn đằng xa Thận trọng bước tới Cẩn thận dài dặt nói với quý bất quý à, Lão tiên trưởng Trong phủ ta có xe ngựa Để ta cho người đánh xe ra Ai à, Mới chỉ chớp mắt thôi mà đã Thật đáng sợ mà Hai chân tiểu nhân bây giờ Vẫn còn run rẩy đây này Vừa rồi tào lao ra chứng kiến Quy bất quy nhìn Tào Hưng Vượng một hồi Lại hỏi tiếp Vừa rồi xảy ra chuyện gì Người nhìn thấy người kia ra tay như thế nào Vừa rồi Tào Hưng Vượng ra khỏi nhà Thì tìm thấy đồng thích chấn ngay Ông ta nói ra mục đích tìm đến Nói với người đang canh giữ ở cổng này Là mình muốn lấy tiền bán nhà Đồng thích chấn xem nhẹ Những vật ngoài thân này Nói vài câu đã thỏa thuận được giá bán nhà Lại đưa cho Tào lao ra hai khối vàng móng ngựa lớn làm tiền đặt cọc Lục hắn đang hỏi thăm Tào hương vượng chuyện xảy ra trong phủ bên trong đồn nhiên vang lên một tiếng động lớn sau đó tiên sinh dạy học phùng khoát bay ngược ra ngoài và cả vào người đồng thích chấn ngay lúc hắn bỏ dậy muốn giao chiến với phùng tiên sinh thì một bóng người từ hư không xuất hiện trong tay cầm theo hai thanh đoàn kiếm lợi dụng lúc hai người chưa kịp chuẩn bị một kiếm chặt đứt cả hai cánh tay của phùng quảng thái đoàn kiếm còn lại thì đâm xuyên qua ngực đồng thích chấn. Sau đó, bóng người nhặt hai cây gậy ngắn rơi dưới đất lên. Trước khi rời đi, còn vùng tay phóng đoàn kiếm bắn trúng tim phùng quảng thái. may mắn tào hưng vượng thấy tình thế không ổn đã nhanh chóng bỏ chạy. nếu không ông ta cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của bóng người kia. theo những gì tào hưng vượng kể, sau khi phùng quảng thái bị tôn vô bệnh dùng gậy đánh bay ra ngoài đã va vào, vào đồng thích chấn làm gãy xương sườn của hắn sau đó hai người mất cảnh giác bị quản gia đột nhiên xuất hiện hạ độc thủ thật ra là bởi đồng thích chấn và phùng quảng thái đều đã dính trọng thương nếu không thì quản gia đã không thể đánh lén đắc thủ lâu này có hối hận vì đã không đưa ngô miễn tới cũng chẳng có tác dụng gì quỷ bất quỷ khiêng thi thể của phùng quảng thái và đồng thích chấn bị thương nặng lên xe sau đó cáo từ tào lão ra Sai bách vô cầu lái xe Quay trở lại đường cũ Tinh ra lần này Ngoài trừ quản gia Chỉ có tàu hương vượng được lợi Chỉ sập có vài bức tường Mà đổi đường hẳn hai khối vàng lớn Trên đường về Bách vô cầu hỏi quy bất quy Về hai cây gậy ngắn của phùng quảng thái nếu tôn vô bệnh không ứng cứu kịp thời Lần này có lẽ Hắn đã phải chịu tổn thất lớn Cây gậy kia Là pháp khí do tử phúc chế ra từ lúc đó còn chưa có tên tuổi, còn đặt cho hai cây gậy kết tên là lôi quân. Đừng thấy nó trông tầm thường vô dụng, lúc bây giờ cũng là pháp khí chấn động một thời đấy. Nhìn thi thể phùng quảng thái nằm đối diện, quỳ bất quỳ có chút chua xót bật cười, lại tiếp tục nói: lôi quân vừa là pháp khí cũng là trận khí. Sau này khi từ phúc thành danh, hai cây gậy này bị cất đi. Giao cho cha của Phùng Quảng Thái Là Phùng Uyên trông coi Nếu lần này không nhìn thấy nó Ông già ta gần như quên mất Còn có món pháp khí này đấy Vậy à, cái tên quản gia cướp pháp khí đi làm gì Hắn ngại tay không tất sắc Đánh với cha và chú của cha Thì đánh không lại hai người họ Bạch vô cầu đến giờ Vẫn không nghĩ ra quản gia mạo hiểm lộ diện Cơm lấy hai cây gậy là muốn làm gì Hắn gai đầu tiếp tục nói À, nhưng cho dù Hắn có được hai cây gậy đó Đoán chừng cũng không phải là đối thủ của chúng ta mà nhỉ Chỗ dựa của hắn là trận pháp kỳ quái kia Nếu không có trận pháp Ông đây dùng một tay Cũng có thể bóp chết hắn Hắn cướp lôi quân Chính là vì trận pháp kia Quỷ bất quỷ dựa lưng vào thùng xe Đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài Tiếp tục nói với Bách Vô Cầu Vừa rồi ông giả ta đã nói Lôi quân vừa là pháp khí Cũng là trận khí Nằm đó tử phúc có thể dùng nó chôn đến nơi không ai có thể tìm được Sau đó lại bất thình linh xuất hiện Con trai ngốc à Người có nghĩ ra cái gì chưa uhm, Nghe giống như là trận pháp Đã giam giữ chúng ta Anh à, Nhưng không phải đã bị chú của cha Một kiếm bổ đôi rồi sao Lúc này bạch vô cầu cuối cùng Cũng đã hiểu Hắn bà to mắt quay đầu nhìn quy bất quy nói Ông già, dạ, có phải cha muốn nói Quản gia muốn dùng hai cây gậy kia Để sửa trận pháp bị hỏng Nó đã bị chém làm hai nửa rồi Còn có thể sửa được sao Hắn không muốn sửa chữa Mà là muốn chế tạo lại Quỷ bất quỷ sửa lại sai sót Trong lời nói của Bách Vô Cầu Tiếp tục nói Quản gia tưởng hợp tiên Và Hàn Trung Tiên đã chết hàn là đã đánh cắp sa bàn trận pháp Và trận đồ đi Cho dù sa bàn bị phá hủy nhưng chỉ cần trận đồ vẫn còn Thu gom đầy đủ những thiên tài địa bảo cần thiết Thì hắn có thể xây dựng lại Một sa bàn trận pháp khác Đã đến đây Quy bất quyền đi đồng thích chấn Đã lại lâm vào hôn mê Lâm bầm trong miệng Quản gia hẳn là đã trốn ở ngoài cổng tàu phủ Chờ cơ hội ra tay Không ngờ ông trời cũng giúp hắn Chúng ta thấy hắn đưa phùng quảng thái ra ngoài Vận may của hắn sao lại tốt như vậy Chậm thêm nửa phút Cũng không làm được trên đường trở về vẻ tươi cười cợt nhà trên mặt quy bất Quy đã hoàn toàn biến mất ông già cứ ngồi ngây ra nhìn cảnh vật bên ngoài xe ngựa mấy lần đều thua cùng một người khiến quy bất quý ít nhiều có chút băn khoăn không yên nếu là tử phúc thì thôi không nói nếu ông già thậm chí còn không tìm ra danh tính của người này nếu còn thua thêm vài lần nữa ông già thật sự không biết dấu mặt mò của mình đi đâu khi trời đã tối hẳn Xe ngựa của họ cuối cùng cũng trở về chỗ ngô miễn và nhóc nhậm tam. Sau khi xuống xe, quyền Bất Quy gọi các phương sĩ đồng môn qua đồng thích chân đến. Giao vị phương sĩ si bị trọng thương lại cho bọn họ chăm sóc, tiện thể đưa thi thể Phùng Quảng Thái về. An bài xong cho hai phương sĩ một chết một bị thương. Quỷ bất quỷ dẫn theo hai con yêu quái Trở về chỗ ở của ngô miễn Thầy giang vẻ ông già ủ rút chán trường ngâm nhậm tam tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc là bất tử người làm sao vậy Tình nhân cũ chạy theo người khác hả Nhà sơn bọn ta chưa từng thấy ngươi như vậy bao giờ Cháu trai cha, cha của ngươi bị sao vậy màn mày ủ rút cứ như cha chết ấy Xè Nhậm lao tam người đừng thêm phiền nữa Cha của ông già ông đây Phải gọi là ông nội Bạch vô cầu trừng mắt đi nhóc nhậm tam Sau đó quay sang ngô miễn Cùng đang có chút kinh ngạc Kể lại chuyện đã xảy ra ở huyện bái Nói xong Tên thổ lô cũng thở dài trình à, mắt ông đây nhìn thấy là quản gia ra tay Cái tên khốn này Mấy năm nay không xuất hiện Vừa lộ diện đã chơi ông giả một vố ờ, Các người khuyên ông giả một chút Trông ảo nào cứ như con trai chết phi, 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 phi. Con trai ngốc à Đừng đoán mò nữa Ông giả ta đang nghĩ vận may của quản gia này Tốt đến quá đáng rồi Đến ông trời cũng đang giúp hắn Liệu có phải hắn đã dùng pháp khí nào đó Có thể thay đổi vận mệnh của mình hay không Nói đến đây Quy bất quỳ không khỏi thở dài Rồi tiếp tục Dọc đường đi Ông giả ta vẫn luôn suy nghĩ xem Có pháp khí gì có thể khiến ông trời Cũng giúp hắn đến mức độ này Cái này mà còn phải nghĩ hả Chiêm tổ đây Lúc này bách vô cầu không nhìn được Lên tiếng ngắt lời quy bất quy tên thổ lỗ khoa tay múa chân tiếp tục nói nhận định là hắn đã trộm ở cái mai rùa kia từ tay tử phúc cái gì hắn cũng tính ra được để biết được làm sao có thể khắc chế cha nếu hắn làm bùng bột chúng ta sẽ tính ngay rằng thử xem ai biết tính hơn tử phúc dùng chiêm tổ để dự đoán hải nhãn nếu lao ta làm mất chiêm tổ của mình chắc chắn sẽ đến đòi chiêm tổ mà ông già ta đang giấu Quy bất quy lắc đầu phủ nhận Lại nói tiếp Hơn nữa hai cây chiêm tổ Không thể dự đoán cùng một sự kiện Chúng ta không biết lão giả tử phúc đó đang nghĩ gì Liệu có phải đã dùng chiêm tổ Dự đoán được sự việc của quản gia lần này hay không Biên số như lần võ tắc thiên Dùng chiêm tổ năm đó Không thể xảy ra nữa Nếu không đến lần ban sát lệnh tiếp theo Tên của chúng ta Sẽ xuất hiện trong đó đấy Ngồi bên nhìn quý bất quy đang thở ngắn than dài Thế mà lại bật cười một tiếng Nằm nhận tóc bạc không để ý tới ánh nhìn bất mãn của bách vô cầu Nói với ông già <laughs> Người kia ở trong tối Ông ở ngoài sáng thì là kết quả này Nếu như ông ở trong tối thì sao Ngồi bên nói xong câu này Hai mắt quý bất quy đột nhiên sáng lên Vô dĩ ông già cũng có thể nhìn ra bước này Nếu bản thân đã mấy lần thất bại trong tay quản gia Khiến ông già có chút hậm hực Với chính bản thân mình Bị một câu nói của Ngô Miễn đứng ngoài cuộc đánh động Quyên Bất Quy lập tức suy nghĩ thông suốt Nếu đôi bên đều lộ diện Người thua chắc chắn là ông giả ta Quyên Bất Quỳ cười khà khà tiếp tục nói Còn nếu ông giả ta ở trong tối <laughs> Quản gia ở ngoài sáng Hắn chắc chắn sẽ là người thua cuộc Thầy Quỳ Bất Quỳ đã trở lại bộ dạng không đứng đắn thường ngày Bạch vô cầu cong mày nói à Ông già À chắc còn muốn trong tối kiểu gì Ông đây biết rồi nha Cha tự mình nấp đi Sau đó dùng mấy người bọn ta làm môi nhử Thay cha dẫn hắn ra Nếu ông già ta nấp đi Liệu quản gia có lộ diện nữa không Quỳ Bất Quỳ cười khà khà tiếp tục nói Con trai ngốc à Lần này ông già ta thua ở chỗ đã nhiều năm không nhìn thấy quản gia Nên có hơi sơ ý Hơn nữa chưa chắc là ông trời đang giúp hắn Nói đến đây Quỷ bất quỷ nhìn vào gương đồng Xoa xò xoa mấy sợi tóc bạc Trên mái đầu gần đưa trọng lóc của mình Dừng một chút Ông già nhìn mình trong gương đồng nói tiếp Trên đời này Căn bản không có thần khí nào Có thể đổi vận mà lại không phải đánh đổi gì Muốn cái gì Thì phải dùng thứ khác để đổi lấy Vận may của hắn tốt như thế Không phải đánh đổi Ngày lúc quỳ bất quỳ đang định nói tiếp gì đó Bên ngoài gian phòng của bọn họ chợt vang lên tiếng người ho khan Sau đó nói Bởi <laughs> vì ngô miễn quỳ bất quỳ có ở đây không ngài đó các vị đã giết phong Quảng Thái Quảng Tín đến đây kiểm tra thực hư ngài thấy là Quảng Tín đã tìm tới cửa Quỳ bất quỳ cười khà khà nói với ngô miễn Hắn đến cũng nhanh thật trong lúc ông già nói chuyện Thì Quảng Tín đã mở cửa bước vào Khai mỉm cười với ngô miễn quý bất quý Và ba con yêu quái nói Ta tưởng các vị không có trong phòng Nên mới đi vào đợi Lại người nói Yêu quái bọn ta cũng nghe không hiểu Cái gì mà tưởng phòng không có ai Nên người mới đi vào trả Bạch vô cầu đi tới trước mặt Quảng Tín Gần như di sát vào mặt hắn hỏi Là như phòng bọn ta À còn có vị nữ quyến Thằng danh nhà ngươi Cùng nhắm mắt sông bừa vào hả Làm sao có thể như vậy Quảng tín vừa nói liền lùi về sau một bước Kéo giãn khoảng cách với bách vô cầu Tiếp tục nói Bên cạnh các vị làm sao lại có nữ quyến được Yêu vương bệ hạ đùa gì thế Con trai ngốc Đừng làm khó hắn Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng nói tiếp Quảng tín ngươi đến nhầm chỗ rồi Thi thể và đồng Thích chấn Đều ở phòng đối diện Thi thể của Phùng Quảng Thái Bị đứt tay Nhưng không có biến dạng Người đang mắt một cái là có thể nhận ra Ta đã tới xem thi thể của Phùng Quảng Thái Đồng thích chấn đã tỉnh lại Ta cũng hỏi hắn mấy vấn đề rồi Hiện giờ điều bộ của Quảng Tín Càng ngày càng giống khâu phương kiếp trước Trên người hắn hầu như Không nhìn thấy bóng dáng Lý Gia Tứ Công Tử Lý Huyền Bá nữa Dừng một chút, Quảng Tín nói tiếp. Ta cùng nghe được một chuyện khác từ chỗ đồng thích chấn. Lội quần đã bị một kẻ thần bí cướp đi từ tay phùng Quảng Thái. Cả suy chôn đưa đã giết chết đồng thích chấn. Người này nhất định không xa lạ gì với mấy vị đông nhỉ. Nếu không phải Quảng Tín người chủ động lên tiếng, ông giả tác còn tưởng rằng kẻ thần bí kia chính là người đấy. Quỳ Bất quỷ cười một tiếng tiếp tục nói. Việc này đồng thích chấn Là người tự mình trải qua Người nên đi hỏi hắn mới phải Đến đây hỏi bọn ta có ích rẻ Đồng thích Trấn đã nói Những gì nên nói Các vị cũng nên nói Những gì các vị nên nói Quảng tín vừa nói Vừa nhìn về phía ngô miễn Đang ngồi trong góc Lật xem minh nhân trí Thầy nằm nhân tóc bạc hoàn toàn Không để ý tới mình Hắn khẽ khàng hít một hơi rồi nói tiếp Phùng Quảng Thái không là gì cả nhưng lôi quân thì khác quý bất quý người là tiền bối của ta hẳn là cô biết đó là loại pháp khí gì về pháp khí kia thì ông già ta hiểu rõ hơn ngươi mà đại phương sư nhà các ngươi lại càng hiểu rõ hơn ông già ta quý bất quý cười tùm tìm lướt nhìn quảng tín tiếp tục nói niệm tình kiếp trước ngươi chịu nhiều đau khổ ông già ta lại cho ngươi một manh mối trở về Nói với đại phương sư của các ngươi Cho lão ta tự điều tra đi Tên người trong sát lệnh Không được đầy đủ Có phương sĩ câu kết với phản nghịch trong sát lệnh Ta đã biết Nhân định sẽ đúng sự thật Bẩm báo lại với đại phương sư Thôi mình tiếp tục ở lại đây Cũng không thu được kết quả gì quang tín khai khí thêm vài câu Rồi định rời đi Nhưng vừa ra đến cửa Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì Quay lại nhìn ngô miễn từ đầu đến cuối vẫn làm như không điên thấy mình nói Xuyên đưa quên mất Đại phương sư có lời muốn ta nhắn lại Làm nên ra ngày ấy đã hạ pháp chỉ Ngô phu nhân được đại phương sư che chở Tổn thương ngô phu nhân xem như Tổn thương đại phương sư Còn nữa Đại phương sư chúc ngô miễn tiên sinh Sớm sinh quý tử Quảng tín hiển nhiên đã có chuẩn bị Trước khi nói đến câu cuối cùng Hắn đã bắt đầu thi triển độn pháp ngũ hành cùng lúc bốn chữ sớm sinh quý tử thốt ra khỏi miệng thân thể quảng tín đang nương theo đột pháp biến mất vào không trung khoảnh khắc hắn biến mất một vài tia sét đồng thời đánh vào vị trí quảng tín vừa đứng để lại dưới đất mấy cây hố sâu đến một thước có dư thấy ra mặt ngô miễn mỏng như vậy bánh vô cầu cười to nói <cười> ông đây nói một câu công bằng thế này người ta cũng có ý tốt mà À, xét theo ý trên bạn chữ cũng không có gì không à, được rồi à, coi như ông đây chưa nói Ê, người ta xây lại cái nhà không dễ dàng ông đây nhận sai được chưa bạch vô cầu càng nói càng hăng Trở thấy quy bất quy nhóc nhầm tam và tôn vô bệnh đều lặng lẽ cúi đầu đi ra khỏi phòng tên thổ lô lúc này mới nhận ra mình lại cho mồm đi chơi xa vội vàng sửa lời lại ngồi bên chỉ liếc một cái sau đó lại dồn sự chú ý vào cuốn sách nhỏ trên tay cùng lúc đó mây phương sĩ ở một gian phòng khác cô bắt đầu chuẩn bị quay trở lại biển thường thế của đồng thích chấn tuy đà không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thích hợp ở lại trên đất liền nữa các phương sĩ phụ trách hộ tông hắn trở lại bên cạnh từ phúc dưỡng thương có thể lại lần nữa ra ngoài hay không còn phải xem ý của đại phương sư thế nào sau khi đám phương sĩ rời đi Mấy người ngô miễn quy bất quy Tiếp tục ở lại đây chẳng còn ý nghĩa gì Nhưng lần này Ngô miễn không còn kiên trì Muốn truy tìm tung tích của quản gia nữa Nam nhân tóc bạc cũng đồng tình Với nhận định của ông già Hiện giờ quản gia và tường hợp tiên Hẳn là đang lẩn trốn Chuẩn bị chế tạo lại Một cái sa bàn trận pháp mới Không mất mấy năm khổ luyện Thì không thể nào thành công Khoảng thời gian này sẽ không tìm được Hai người bọn họ chỉ bằng theo quy bất quy Quay lại động phủ xem qua một chút Lại nói hiện giờ Còn có pháp chỉ của đại phương sư tử phúc Sẽ không có ai dám động vào Lý Văn Quân Tảng đã đèn nặng trong lòng ngô miễn Cũng có thể gỡ xuống Thế là một ngày sau Khi đám phương sĩ rời đi Mới ngày ngô miễn quy bất quy Cũng lên đường quay trở lại động phủ của ông già Sau khi trở về Quy bất quý bắt đầu đi chơi với chuột tài vận Quả mấy ngày thì lại lôi kéo Bách Vô Cầu Mang theo con chuột rời khỏi động phủ Đi một cái là non nửa tháng chưa thấy về Ngồi biến và nhóc nhầm tam Không qua bận tâm Tôn vô bệnh thì lại nhấp nhồm không yên Hàn vốn là được Bách Cương Phải đến bảo vệ Bách Vô Cầu Bây giờ người cần bảo vệ đã biến mất nửa tháng Khiến Tề Thiên Đại Thánh Bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng May mà qua nửa tháng Thì rốt cuộc quy bất quy cầu mang theo Bách Vô Cầu trở về khởi bên hai người đã dẫn chuột tài vận đi đâu khi trở lại động phủ thì ai nấy đều chua lòm hôi hám khiến ngô miễn thích sạch sẽ phải ném cả hai ra khỏi động phủ cuối cùng quy bất quy và bách vô cầu phải ở trước cửa động cởi sạch quần áo để đến con suối gần đó tám giờ nửa ngày trời nam nhân tóc bạc mới miễn cưỡng cho phép hai người đi vào Đợi tháng không gặp cha con các người đã đi chơi ở đâu còn biết đường trở về cơ đấy Nhóc nhậm tam nhìn quy bất quy Và bách vô cầu tiếp tục nói Không phải lão bất tử nói là Dân trao trai đi đào vàng sao Sao không thấy vàng bạc gì hết vậy Đừng nói các người lấy vàng đi Ăn nhậu gai gú cờ bạc rồi đây nha Chị Bách vô cầu nhổ tuệt một cái Vào nhóc nhậm tam nói Đào vàng cây rắm mẹ Suốt bao nhiêu ngày qua Ông giả dẫn ông đây đi vào tổng cộng Ba bốn chục ngôi mộ Nửa tháng trời ông đây Chỉ toàn thấy xương cốt người chết Ông già này còn muốn đổi nghề Sang làm trộm mộ đấy Ông đây sống chết nói gãy lưỡi Ông già mới chịu theo ông đây trở về Việc này cũng không thể trách ông già ta được So với vàng pha tạp đất cát trong mỏ Tỷ lệ nguyên chất của vàng chôn trong mộ Tốt hơn rất nhiều À có tỷ lệ tốt thì hiển nhiên chuột tài vận sẽ lần được theo Quyên bất quy nói xong là bộ làm tịch thở dài nói tiếp Mà bữa lần này Có thể mang về mấy vạn cân vàng Nhưng mà thằng gốc nhà ngươi không cho lấy Tiếc quá Nói đến đây quy bất quy đột nhiên thở dài một hơi Sau đó tiếp tục nói Lần này ông già ta Còn gặp được mấy người bạn cũ ở trong mộ Ông già ta cứ bảo sau mấy năm nay Không gặp bọn họ Hòa già đã sớm qua đời quy bật quỳ liếc nhìn ngô miễn một chút Lại tiếp Còn nhớ trịnh ngư không Lục trời hắn cũng là phú thương giàu có nhất một vùng Còn có lôi tổ huynh đệ của ông già ta Đều gặp được ở dưới lòng đất Cũng tốt Yên nhật cũng biết hai người bọn họ Đã không còn trên trần thế à, Không cần phải nhớ thương Chỉ là chị Ngư vốn là người trưởng sinh bất lão Khẩu bên hắn đắc tội với ai Mà bị chặn mất đầu Nên không phải thi thể không thối giữa Ông già ta cũng không nhận ra Hắn là trịnh ngư năm đó đấy Trịnh ngư chết rồi Kể ra cung đã cả ngàn năm không gặp Ký ức về trịnh ngư Của nhóc nhậm tam Đã có chút mơ hồ Vẫn phải để quy bất quý nhắc nhở mấy câu Thằng nhóc mới nhớ đến Ông già giàu có Đã từng gặp ở nước tề Nhóc nhậm tam tiếp tục nói Trịnh ngư cũng là người trường sinh bất lão Sao mà nói chết là chết luôn vậy Trường sinh bất lao không có nghĩa là không thể chết Quy bất quy thở dài nói tiếp Hắn quá giàu Không có thuật pháp hộ thân Chỉ dựa vào người ngoài thì khó tránh khỏi Sẽ có ngày này Hắn lại không phải hai anh em lưu hỷ tôn tiểu xuyên Hai người kia so với hắn thì khôn khéo hơn nhiều có mấy người chúng ta giúp đỡ Còn có một đại thuật sĩ Không ai dám động vào hiệu buôn tứ thủy của bọn họ Vậy ông ta cũng không thể cơ thế mà chết đi được Nói thế nào thì cũng là bạn của lão bất tử ngươi Nhọc nhầm tam ghi tới người tóc bạc trường sinh bất lão Cũng có thể bị giết chết Cảm thấy có hơi không tự nhiên Dừng một chút thằng nhóc nói tiếp Để hắn chết già còn khó Đằng này lại bị người khác chặt đầu Ông già ta không biết hắn chết khi nào Chết dưới tay ai Làm sao mà điều tra được cây rẻ Quỷ bất quy thở dài Tiếp tục nói chỉ ngừ ngay cả bia mộ cũng không có Trong phần mộ cũng không có vật bồi táng gì Nếu không phải hai chân hắn Đeo vòng vàng bị chuột tay vận phát hiện Ông già ta cũng không biết Hắn đã qua đời Thường thầy hắn năm xưa Từng là phu thương giàu có như vậy Đến lúc chết Lại không có lấy một món đồ bồi táng Nằm trong cốt quan tài chỉ dày một hai lớp Bạch vô cầu Dù một đầu ngón tay Đã có thể chọc thủng vòng vàng đeo trên chân cũng là vì người chết rồi không bị kiểm tra nếu không sợ là cũng chẳng còn quê bất quy vừa nói vừa chắp tay sau lưng quay trở lại động thất của mình nhóm nhầm tam còn muốn nói mấy câu lại bị bách vô cầu đưa tay bịt miệng lại thấy ông già đã đi vào động thất tên thô lỗ lúc này mới nói đừng chọc ông già trên đường về cơ thở ngắn than dài mãi nói cái gì mà trường sinh bất lão cũng không, không phải là tốt nhất Vẫn là trình dạo kim nghĩ thoáng hơn người Ông trẻ à Ông nói xem ông già Có khi nào nghĩ quẩn không Thế thì không phải Càng hợp ý ngươi sao Ngồi bên nhìn thoáng qua bách vô cầu Tiếp tục nói Người tin là ông già sẽ nghĩ quẩn hả Tên thổ lô chớp chớp mắt Suy nghĩ một hồi lắc đầu nói Ừm Cũng phải nhỉ Dưới cái gầm trời này phải tính ông già là người thông suốt nhất Ông đây đúng là lo lắng không đâu Không được Nửa tháng qua Ông đây bị ông già dày vỏ Đến ăn không ngon Ngủ không yên Ông đây phải về ngủ bù đã Đông thật là hành nhau mà Vừa nói chuyện Bạch vô cầu vừa nốt chuột tài vận béo ú vào lồng Sau đó trở về đồng thất của mình đánh một giấc Rồi nhóc nhầm tam và tôn vô bệnh Công lục tục trở về phòng riêng Thấy trong đại sảnh chỉ còn lại mỗi mình mình Nam nhân tóc bạc cất Minh nhân trí đi Trước tiên đi tới cái lồng nhốt chuột tài vận Yên nhìn con chuột béo ú Trên mặt bất chợt lộ ra ý cười đầy cổ quái Bỏ lát sau Cờ động thất của quy bất quy Bị ai đó từ bên ngoài đá tung ra Rồi ngô miễn chậm rãi bước vào Lên nhìn ông già đang ngồi trên giường nói Ngoài mộ của trịnh ngư và lôi tổ Ông còn phát hiện ra thứ gì thú vị Mà quên nói nữa phải không Thưa gì cơ Người nghi ngờ ông giả ta đang giấu giếm điều gì hả Quỷ bất quỷ khó hiểu mà nhìn ngô miễn Lại nói tiếp Thằng ngốc bách vô cầu Suốt đường đi vẫn luôn ở cùng với ông giả ta Nếu có giấu giếm gì thì nó cũng nhìn thấy Hơn nữa vừa rồi ông giả ta Cởi hết quần áo vứt ngoài cửa động Quần áo cũng bị nhân sâm đốt rồi Làm sao còn giấu Quỷ bất quỷ chưa nói xong Đã thấy ngô miễn túm chuột tay vận Đang để sau lưng ra tới trước mặt mình nam nhân tóc bạc nhìn quy bất quy cười như không cười nói lão cáo giả ông diễn xong chưa tại sao trong bác con chuột tài vận lại có thứ này ngồi miễn vừa nói vừa vỗ vào lưng chuột tài vận lại thấy chuột há miệng phun ra mấy mảnh vàng có điêu khắc hoa văn kỳ quái nam nhân tóc bạc nhặt một mảnh lên tiếp tục nói với quy bất quy giải thích chút đi ngồi mộ nào mà lại có đồ được khắc hoa văn thế này lại còn khắc trên vàng Ông già Ông đây đã nói cha làm như vậy À cũng không thể giấu được chú của cha mà Giờ dạ thì sao nào Lộ tẩy rồi chứ rẻ dạ? Lâu này Bạch vô cầu đã bị tiếng phá cửa của ngô miễn đánh động cung đi tới Sau đó không đợi quy bất quy giải thích Tên thổ lộ đã bán ông già trước Ông trẻ Để ông đây nói Hai cha con ta Quả thực đã phát hiện ra mộ của trịnh ngư và lôi tổ Còn phát hiện từ lúc mới ra khỏi nhà Lúc đầu ông già cũng buồn giàu hai ngày Nhưng chỉ hai ngày thôi Đến ngày thứ ba thì đã trở lại bình thường Nhưng không có việc gì Tiếp tục lôi kéo ông đây và chuột tài vận Tìm mỏ vàng mỏ bạc Cái gì mà Làm như không có việc gì Bây giờ trong lòng ông già ta Vẫn rất 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 khó chịu đấy biết không hả Thầy bạch vô cầu cứ thế bán đứng mình Quỷ bất quỷ vội vàng ngắt lời hắn Lại cười nịnh nọt giải thích với ngô miễn <laughs> À, chuyện phía sau à, thì để ông giả ta nói đi. Ba ngày trước bọn ta đến An Dương, phát hiện ra mộ phần của một thuật sĩ công từng được đặt ngang hàng với đại thuật sĩ tịch ứng chân, tên là Lữ Trung. Phát hiện trong mộ người này có một vài bí tịch tu luyện thuật pháp và vài món pháp khí. Ông già lần này không bốc phép, sau khi cùng với Bách Vô Cầu bỏ ra khỏi mộ của Trịnh Ngư Quỷ bất quỷ đúng là có hơi buồn rầu chán nản Nhưng chỉ mất hai ngày Đã khôi phục lại bình thường Khi ông già vợ Bách Vô Cầu Đi ngang qua An Dương Chuột tay vận vốn đang yên tĩnh Bỗng trở nên nóng này Quỷ bất quỷ nhìn dáng vẻ này Thì hẳn là nó đã phát hiện ra bà bối gì đó Vội vàng kêu Bách Vô Cầu tha chuột tay vận ra Cuối cùng hai cha con bọn họ Đi theo chuột tay vận để trước một đạo động vừa bị đám trộm bộ đào ra Lúc bây giờ đang có ba bốn tên cường trắng cúi đầu đào hầm Để thấy một ông già và một gác to con từ xa đi tới Tên cầm đầu dở giọng hung ác Đuổi quy bất quy và bách vô cầu cút ngay Vốn việc đào mô trộm bà Đã là phạm tội chết Thế là bách vô cầu không khách khí Trực tiếp giết chết những người này Sau đó đi theo đạo động tiến vào lòng đất Đi xuống rồi mới phát hiện Bên trong mộ trông giống như Một ngôi làng dưới lòng đất còn có dấu vết người sống đã từng sinh hoạt ở đây Cuối cùng Quy Bất Quý phát hiện ra một cây xác khô Ở một gian phòng đá nằm phía trong cùng Quả những lá thư do chủ nhân thầy khô lúc sinh thời để lại Quy Bất Quý nhận ra chủ mộ Chỉ là thuật sĩ Lữ Trung Năm đó từng được xếp ngang hàng với tịch ưng chân Theo những gì Lữ Trung viết lại trong thư Ông ta cho rằng mình đã tìm ra được một loại pháp môn trường sinh bất lão bởi vì trình tự thực hiện pháp môn này qua rắc rối lại không thể bị ngoại cảnh tác động nên ông ta đã xây dựng cho mình ngôi làng dưới lòng đất nó là một ngôi làng kỳ thực cũng chỉ có một mình ông ta sống ở đó tuy nhiên lưu trùng rất nhanh đã phát hiện ra pháp môn trường sinh bất lão mà mình muốn tu luyện hoàn toàn không thể khiến con người trở nên trường sinh bất lão nhưng lúc này ông ta cũng không muốn quay trở lại mặt đất nữa trong những năm cuối đời lữ trung đã ghi chép lại những thuật pháp trận pháp sở học của mình còn có một vài bí kíp luyện đan luyện khí tâm đắc nhất có điều trong thư lữ trung chỉ viết rằng mình để lại bí tịch lúc sau lại đột nhiên qua đời nên không viết rõ bí tịch cất giấu ở đâu cuối cùng quy bất quy và bách vô cầu tìm suốt 3 ngày ba đêm mới tìm được chỗ lữ trung cất giấu bí tịch hai cha con bọn họ còn có thể cầm cự được nhưng chuột tài vận Thì đòi đến mức kêu gạo ở Mỹ không thôi Cuối cùng bách vô cầu Phải lấy vật phẩm trang trí bằng vàng Có khắc hoa văn cho chuột tài vận ăn Mới khiến nhóc con bình tĩnh lại Sau khi tìm được bí tịch Quy bất quy dẫn bách vô cầu trở lại động phủ Có điều ông giả lo lắng ngô miễn Nhìn thấy bí tịch sẽ độc chiếm Để đà thuyết phục bách vô cầu Hợp mưu với mình lừa gạt ngô miễn Không ngờ vẫn cứ bị nam nhân tóc bạc phát hiện bộ của Lữ Trung ngồi bên nghe quy bất quy nói xong đỏ mắt nhìn sang bách vô cầu nam nhân tóc bạc không nói gì cứ đứng yên điên chằm chằm tên thô lỗ bách vô cầu bị nhìn dựng đứng cả tóc gáy chỉ vào quy bất quy nói eh, ông trẻ con nhìn ông đây cũng vô dụng chuyện này xác thực là ông đây cùng xuống dưới sau đó ông già tìm được rất nhiều thẻ bài bằng đồng nói là biết tịch được khắc trên thẻ đồng lại sợ ngươi nhìn thấy mượn đi rồi không chịu trả Mới dấu ở một sân động gần đây. Người đi mang đồ về đây. Sau khi đuổi tên thô lốt đi, ngồi bên tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Sợ bị tan điền thấy, nói vậy. Những gì trong bí tịch rất thú vị phải không? À, chỉ là một ít trò xiếc tầm thường của thuật sĩ. Chẳng qua là đồ của thuật sĩ nên ông già ta tò mò một chút. Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp. <laughs> Thật ra thì cũng không phải để phòng ngươi Chỉ là thuật pháp ghi chép trong bí tịch Nên cả ông giả ta Cũng thấy không thể tưởng tượng Sợ liên lụy đến ngươi Nên mới giữ bí mật đấy Vậy ta hẳn là Nên cảm tạ ông nhỉ Ngồi bên cười nửa miệng Liếc nhìn quý bất quy hỏi Nói về Lữ Trung đi Vì sao ta chưa từng nghe về ông ta Hết chương 80 Kết thúc năm chương Của phần đọc ngày hôm nay hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe xong nha còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại